Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đề rằng: đừng lấy của thánh mà cho chó và đừng vứt ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé các con. Vậy, tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thanh thang là lối đưa đến hư mất và có nhiều kẻ đi lối ấy, Cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp và ít kẻ tìm thấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa lời Chúa. Trở nên hoàng thiện. Thưa cộng đoàn phục vụ khổng tử có một câu rất hay điều mình không muốn người khác làm cho mình thì cũng đừng làm cho người khác chắc chắn chẳng ai muốn người khác nói xấu nghĩ xấu xét đoán lên án hoặc là cư xử tồi tệ với chúng ta thế nên trước hết chúng ta hãy tránh xa những thái độ tiêu cực đó trong tương quan với người khác kế đến cũng đừng ghen tị trước thành công của người khác. Hẳn là có người ghen tị khi thấy người khác thành công trên đường đời trong công danh sự nghiệp. Không những thế, có khi chúng ta còn bị cám dỗ là ganh ghét, ganh tị khi thấy người khác hiền lành, đạo đức, thánh thiện hơn chúng ta, chúng ta cảm thấy khó chịu về điều đó. Thế nên thấy ai thành công và có những cái đức tính tốt thay vì ghen tương đố kỵ chúng ta hãy khiêm tốn để noi gương họ cuối cùng chúng ta cũng có thể học hỏi được từ những kinh nghiệm thất bại của người khác đừng vui khi thấy người ta bị tai ương hoạn nạn nhưng hãy tỏ lòng cảm thông và tìm cách giúp đỡ một cách chân thành trong khả năng của mình Thưa Cộng đoàn, lời dạy của khổng tử tuy hay nhưng vẫn mang tính thụ động, chưa mang tính tích cực. Lời dạy của Đức Giêsu trong trang tin mừng hôm nay đích thực là khuôn vàng thước ngọc vì mang tính tích cực và dấn thân. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Điều này khó thực hiện hơn cái điều mà Khổng Tử đề nghị với chúng ta nhưng lại có giá trị rất lớn. Lời dạy của Khổng Tử dừng lại ở mức không làm điều xấu cho người khác. Còn khuôn vàng thức ngọc của Đức Giêsu dạy thúc đẩy chúng ta tiến xa hơn nữa, đó là chủ động làm điều tốt cho người khác. Nói tốt, nghĩ tốt và nhất là cư xử đầy lòng nhân ái với người khác nếu chúng ta mỉm cười với đời với người thì cuộc đời và con người cũng sẽ đáp lại chúng ta bằng nụ cười vì đời được ví như là một chiếc gương soi nó đến đây hẳn có người sẽ cho rằng đời không như là mơ đời bạc như vôi à, có bài hát đời bạc như vôi nhiều khi mình mỉm cười với đời với người Nhưng thay vì nhận lại ánh mắt và nụ cười thân ái Thì chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng Nụ cười khinh khi Cái nhất môi khinh khỉnh Nhưng thưa cộng đoàn Dù cho đời có bạc như vôi Thì người Kỳ Tô Hữu vẫn phải thêm sắc hồng tươi tắn của bác ái của vị tha của bao dung quảng đại mà làm cho cái bạc như vôi ấy bớt bạc đi mà nó phải sáng lên cái ánh hồng tươi đẹp. Ngoài ra, thưa cộng đoàn, khi sống tinh thần chủ động làm điều tốt cho người khác thì chúng ta cũng cần phải cảnh giác để tránh thái độ nịnh nọt giả tạo. Vì người ta nói như thế này, ai phỉnh phờ nịnh nọt đó là kẻ thù của ta đó Khen thì tốt nhưng mà phỉnh phờ nịnh nọt là kẻ thù đó Tuy nhiên chúng ta đừng ngại khen người khác một cách chân thành Vì lời khen như thế không hề làm giảm giá trị của chúng ta Trái lại nó giúp đôi bên cùng thăng tiến Thế nên người xưa mới nói Ai khen ta làm sự phải Đó là bạn của chúng ta mình làm điều tốt thì khác khen đó là bạn Còn phính phơ nên nọ là kẻ thù đó Hãy là một người bạn tốt và chân thành với những người chung quanh Cuối trang tin mừng thưa công đoàn Chúa Giêsu nhấn mạnh đến việc đi qua cửa hẹp để được cứu rỗi. Qua cửa hẹp chính là hình ảnh của cái sự cố gắng, kiên trì và trung thành tuân giữ luật Chúa truyền. Chỉ những ai trung kiên như thế mới đi qua cánh cửa dẫn đến sự sống thật. Tóm lại, thưa cộng đoàn, hai lời dạy, một của khổng tử và một của Đức Giêsu sẽ là tấm gương soi giúp chúng ta hồi tâm mỗi ngày để trở nên hoàn thiện. Ngoài ra, trong đời sống thiêng liêng chúng ta không nên so sánh mình với bất kỳ một ai cả mà chỉ nên so sánh mình với mẫu gương trọn lành của Đức Giêsu mà thôi. Bởi vì khi so sánh mình với người khác thì chúng ta dễ bị cái cám dỗ này, đó là chỉ thấy những cái điểm tiêu cực nơi người khác. Thế rồi chúng ta trở nên tự kiêu, luôn cho mình là tốt hơn, là đủ rồi không cần phải cố gắng thêm chi nữa. Nhưng nếu nhìn vào mẫu gương trọn lành của chính Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi canh tân và sám hối liên lỉ để trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.